Vâng ạ, cơ sở bên em xin gửi lời chào tất cả anh chị nhé. Và chào mừng anh chị tới video hôm nay. Em lên một vài chú hổ để anh chị nhà mình có thể là tìm kiếm và cũng như là cho thêm mình những cái gợi ý vào danh sách những cái tác phẩm đồ gỗ mỹ nghệ để trưng chơi gia đình nhà mình nhé. Và sau đây chúng ta hãy cùng em xin nữa đi sâu hơn về chi tiết của từng tác phẩm một và giới thiệu cùng anh chị ạ. Vâng, anh chị chốt tác phẩm nào có thể lên cho em cú pháp là chốt H1, H2, H3, H4 hoặc là H5 và kèm theo số điện thoại ở dưới phần comment đấy chị nhé, để em có thể liên hệ trực tiếp qua chị và cũng như là gửi thêm hình ảnh chi tiết hơn về tác phẩm, giới thiệu chi tiết hơn để hỗ trợ anh chị chốt tác phẩm nhé. Và những tác phẩm bên em báo giá thì đã bao gồm cả phí vận chuyển tới tận nhà của anh chị rồi. Cho dù là anh chị có ở địa đầu Tổ quốc hay là Móng Cái này hay là Cà Mau nhưng thì bên em cũng đều có thể là bao ship tới tận nhà của anh chị rồi. Miễn là nơi đâu có bánh xe lăn tới bên em đều có thể là bao ship được hết anh chị nhá. Và
anh chị xem video là thấy hay cũng nhớ ủng hộ em trai em gái bằng những nút like chị nhé, hoặc là đăng ký kênh nếu chị mới theo dõi bên em lần đầu, và giao lưu tác phẩm. Và anh chị có thể là tới trực tiếp cơ sở bên em tại mặt đường quốc lộ 38 này, làng nghề Mộc Đông Giang, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương, để ngắm những tác phẩm bằng tận mắt nhé, sờ tận tay, và cũng như là chốt tác phẩm thì sẽ rất là tuyệt vời luôn. Và cũng để đi đến phần kết của video, em xin được gửi lời cảm ơn anh chị đã theo dõi em đến hết video này, và cảm ơn anh chị đã đồng hành cùng bên em trong suốt thời gian vừa qua nhé. Và em cũng xin phép dừng video ở đây, và xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo nhé.